Thưa quý vị, một bộ xương hóa thạch khủng long sẽ được đưa ra đấu giá tại Paris, nước Pháp vào tháng 10 tới. Theo xác định, thì hóa thạch này thuộc về một loài khủng long ở kỷ Jura cách đây 150 triệu năm. Bộ xương của con khủng long cao 2,1 mét và dài 5 mét được phục hồi vào năm 2000 bởi nhà sinh vật học Barry James. Các chuyên gia đánh giá đây là mẫu hóa thạch hiếm thấy khi được bảo quản vô cùng tốt. Hộp sọ và phần còn lại của bộ xương hoàn thiện ở mức lần lượt là 90% và 80%. Đây là một mẫu vật được bảo quản cực kỳ tốt, khá hiếm. Lấy ví dụ về hộp sọ của nó, hộp sọ đã hoàn thiện ở mức 90% và phần còn lại của bộ xương khủng long cũng hoàn thiện ở mức 80%. Chỉ có tối đa 1, 2 hoặc 3 mẫu vật mỗi năm trên thế giới. Dự kiến hóa thạch xương khủng long Barry sẽ được ra mắt công chúng vào giữa tháng 10 trước khi được trưng bày đấu giá tại Paris. Theo đánh giá, mẫu hóa thạch có thể được trả giá lên tới gần 1,3 triệu đô la Mỹ. Mỹ và Iran ngày hôm qua đã thực hiện cuộc trao đổi tù nhân theo thỏa thuận được Qatar bảo trợ. 5 công dân Mỹ, trong đó có người đã ngồi tù nhiều năm nay ở Iran, đã được Tehran đưa lên máy bay của Qatar. Và cùng ngày thì 5 người Iran cũng đã được Mỹ trả tự do. Cuộc trao đổi diễn ra sau khi Iran xác nhận là khoản tiền 6 tỷ đô la Mỹ đã được gỡ phong tỏa và chuyển tới Qatar. Đây là khoản tiền mua dầu bị đóng băng ở Hàn Quốc do các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Và theo kế hoạch thì Tehran sẽ được tiếp cận số tiền này từ ngày 18 tháng 9 và nước trung gian Qatar sẽ đảm bảo toàn bộ được dùng cho mục đích nhân đạo. Một máy bay không người lái mang theo chất nổ mà nhà chức trách Bulgaria phát hiện gần đây có thể liên quan đến xung đột của Ukraine. Đây là thông báo được Bộ Quốc phòng Bulgaria đưa ra vào ngày hôm qua. Và theo thông tin sơ bộ, thì chiếc máy bay nói trên đã được tìm thấy trên một bờ đá tại Tulanovo, thị trấn ven Biển Đen vào hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 9. Hiện chưa rõ máy bay rơi từ trên không hay bị dòng nước biển cuốn vào bờ và quân đội Bulgaria đang tiến hành điều tra và xử lý tách chất nổ khỏi thân máy bay. Sự việc diễn ra chỉ một tuần sau khi mảnh vỡ của một chiếc máy bay không người lái cũng được tìm thấy ở Romania dọc biên giới với Ukraine. Một thông tin về y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế nước Đức đã cảnh báo dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và làn sóng lây lan có thể quay trở lại vào mùa thu năm nay. Các chuyên gia y tế kêu gọi những nhóm người có nguy cơ cao nên tiếp tục tiêm vaccine bổ sung để phòng bệnh. Phát biểu ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức cho biết nước này đã chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp các ca nhiễm bệnh tăng lên. Ông cảnh báo bệnh COVID-19 không đơn thuần như cảm cúm và tất cả những người có yếu tố rủi ro nên tự bảo vệ mình một cách tốt nhất có thể. Tôi vừa được bác sĩ của quân đội Đức tiêm loại vaccine mới tại bệnh viện. Tại sao tôi lại làm điều đó? Chúng ta cần nhớ rằng COVID không phải là cảm cúm thông thường. Đó không phải là chuyện nhỏ. Đối với người trên 60 tuổi hoặc người dễ có yếu tố nhiễm bệnh, bệnh có thể diễn biến phức tạp và gây tổn hại lâu dài. Chúng ta nên giảm thiểu rủi ro này. Hiệp hội các bác sĩ đa khoa cũng khuyến cáo tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao và sử dụng khẩu trang nơi đông người vẫn là những biện pháp bảo vệ hàng đầu. Trước đó, ngày 13 tháng 9, Viện Robert Koch của Đức cũng thông báo phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên BA.2.86.